Ở bài học trước, bạn đã biết cách làm ra món hồng trà nguyên vị. Khi bột sữa kết hợp với hồng trà sẽ tạo nên hương vị hoàn toàn khác. Và đồ uống ngày hôm nay đó là hồng trà sữa. Một 50ml hồng trà. Ba 30ml đường. Trà sữa nổi tiếng với vị ngậy của họ. Nhưng vị ngậy này bắt nguồn từ bột sữa chứ không phải từ sữa tươi hay sữa đặc. Bột sữa ta sử dụng 20g. Khuấy đều. Một xúc đá to. Hồng trà sữa mang hương vị thơm ngậy. Trong cái thơm ngậy đó nó có một chút chát, một chút đắng của vị trà. Và đồ uống tiếp theo tôi sẽ mang tới bạn là hồng trà hạt rẻ sữa.